Ngày 16 tháng 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức vinh danh vận động viên đạt huy chương tại Đại hội Thể thao Châu Á. Trong kỳ đại hội này, tỉnh Thái Nguyên có 6 vận động viên tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tại Trung Quốc. Vận động viên Phùng Thị Huệ thi đấu môn Jiu-Jitsu ở hạng cân 48kg đã xuất sắc giành 1 huy chương đồng. Đây là tấm huy chương đầu tiên của vận động viên Thái Nguyên tham dự Đại hội Thể thao Châu Á. Tại chương trình, vận động viên Phùng Thị Huệ đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công của nền thể thao nước nhà.